Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay tại Việt Nam, ngành thiết kế nói riêng và ngành công nghiệp sáng tạo nói chung còn nhiều hạn chế, đi sau nhiều nước trong khu vực và thế giới. Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam tuy có chất lượng tốt nhưng giá trị thu được lại chưa cao. Một phần cũng là do chưa có sự đầu tư thích đáng trong khâu thiết kế, khâu quan trọng đem lại nhiều giá trị gia tăng cho sản phẩm. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, ngành công nghiệp sáng tạo nói chung và thiết kế nói riêng trở thành phương tiện mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế. Trên thế giới, ngành công nghiệp sáng tạo đã không ngừng phát triển, mang lại nguồn thu lớn cho nhiều quốc gia. Trong những năm gần đây, Bộ Công Thương, mà trực tiếp là Cục Xúc tiến Thương mại, đã tập trung thực hiện nhiều chương trình hoạt động trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo nhằm tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực thiết kế và phát triển sản phẩm, tạo sức cạnh tranh cho các sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước. Thì từ rất sớm là từ năm 2010 thì Cục Xúc tiến Thương mại đã khởi hành và duy trì cái chương trình gọi là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế sáng tạo. Từ đó đến nay thì Cục Xúc tiến Thương mại đã phối hợp hợp tác với cả các tổ chức quốc tế, các tổ chức trong nước cung cấp chuyên gia hỗ trợ để tư vấn cho các doanh nghiệp rằng là vậy thì nên làm theo hướng nào, và cũng dùng một phần ngân sách để hỗ trợ cho cái công tác thay đổi thiết kế mẫu mã kiểu dáng sản phẩm bao bì cho các doanh nghiệp. Mới đây, Cục Xúc tiến Thương mại đã khai trương Trung tâm Hợp tác Thiết kế Việt Nam-Hàn Quốc. Tại khu vực trưng bày của Trung tâm Hợp tác Thiết kế Việt Nam-Hàn Quốc đã có nhiều sản phẩm của Hàn Quốc và các doanh nghiệp có thiết kế sản phẩm, thiết kế bao bì hoặc thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu tốt. Ngoài ra, trung tâm này sẽ tập trung cung cấp các dịch vụ đa dạng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thiết kế và thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm Việt Nam thông qua các hoạt động thường xuyên như tổ chức hội nghị, hội thảo, các khóa đào tạo và phổ biến kiến thức về thiết kế phục vụ sản xuất kinh doanh. Trung tâm Hợp tác Thiết kế Việt Nam-Hàn Quốc là kết quả của quá trình hợp tác từ năm 2010 giữa Cục Xúc tiến Thương mại và Viện Xúc tiến Thiết kế Hàn Quốc theo chương trình hợp tác trong lĩnh vực thiết kế giữa các nước châu Á do Hàn Quốc khởi xướng. Chúng tôi mong muốn đây sẽ là hoạt động hợp tác có ý nghĩa của hai nước, hỗ trợ cho công nghiệp thiết kế Việt Nam cũng như giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam từng bước đổi mới, cải tiến thiết kế, phát triển sản phẩm nhằm phát triển xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của các thị trường trên thế giới. Thì trong quá trình làm việc với các trường đại học, làm việc với những người trong giới thiết kế của Việt Nam thì tôi cảm nhận là Việt Nam vẫn còn những cái điểm thiếu sót trong thiết kế về sản phẩm. Chính vì thế trong thời gian sắp tới chúng tôi cũng sẽ tập trung đào tạo, hỗ trợ các nhà thiết kế của Việt Nam để có được những kiến thức chuyên môn, có được những năng lực trong quá trình thiết kế sản phẩm để tạo thương hiệu mới. Mỹ thuật của Việt Nam thì khá là phát triển và có những cái sự tiến bộ rất là lớn. Trong thời gian mà tôi đến triển lãm mỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh thì tôi thấy những cái sản phẩm mỹ thuật được trưng bày ở đấy có sự kết nối giữa hiện đại và truyền thống, thì tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta kết hợp giữa hiện đại và truyền thống thì chúng ta sẽ tạo ra được những sản phẩm xuất sắc độc đáo. Vâng, ngành kế hoạch của chúng tôi cũng là ngành nông sản Việt Nam thì đang đứng trước một cái cạnh tranh rất là lớn so với cho thị trường quốc tế. Chính vì vậy mà cái việc mà tạo cái bộ nhận diện thương hiệu cũng như là design các cái mẫu mã thương hiệu sản phẩm thì nó là rất là quan trọng, bởi vì nó tạo cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn. Vừa rồi được sự hỗ trợ của Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương thì chúng tôi cũng có những cái thiết kế rất là chuyên nghiệp và nó tạo một cái sức lan tỏa nhanh và rộng và đáp ứng được các cái tiêu chuẩn của thị trường quốc tế yêu cầu. Đơn vị mình cũng là một trong ba đơn vị được chọn trong cái đợt chương trình hỗ trợ thiết kế cho các doanh nghiệp. Thì khi mà hoàn thành xong trong chương trình thiết kế thì là cũng đã rất là cảm thấy là rất là vui, vì là có được bộ thiết kế nó gần như là thay đổi nhận diện từ đầu đến cuối của sản phẩm. Và công ty cũng sau khi mà thiết kế xong thì đã ký được rất là nhiều hợp đồng lớn với các tập đoàn phân phối trong cả nước. Trong quá trình hội nhập và toàn cầu hóa, ngành công nghiệp sáng tạo trở thành phương tiện mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp tự do cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất,
lợi nhuận của doanh nghiệp chỉ có được khi làm hài lòng, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Và sáng tạo trong thiết kế sẽ là một giải pháp hữu hiệu cho doanh nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm của mình, và đó cũng chính là bước đi đến thành công cho doanh nghiệp.